một hành khách có biểu hiện bất thường, cởi đồ ngay trên máy bay. Một nam hành khách người Đài Loan có biểu hiện bất thường khi tàu bay hạ cánh tại sân bay Nội Bài, cởi đồ ngay trên máy bay. Thông tin từ Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài, lúc 19 giờ ngày 14 tháng 3, Trung tâm An ninh Hàng không Nội Bài tiếp nhận thông tin từ đại diện hãng hàng không China Airlines thông báo có một hành khách nam giới, tên ZFK có biểu hiện tâm lý bất bình thường. Cụ thể, hành khách này sinh năm 1991 đã bất ngờ cởi đồ ngay trên máy bay. Được biết, nam hành khách quốc tịch Đài Loan này đến trên chuyến bay QV311 từ sân bay quốc tế Wat Chai về Nội Bài hồi tuần trước. Chuyến bay hạ cánh lúc 15 giờ 40 phút và quá cảnh đi chuyến bay CI-794, chờ quá cảnh đi Đài Loan, cất cánh lúc 18 giờ 40 phút. Do hành khách không kiểm soát được hành vi nên hãng hàng không quyết định cắt khách. Trung tâm An ninh Hàng không Nội Bài sau đó đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan và đại diện hãng hàng không đưa hành khách trên vào khu vực phòng chờ, nhà ga hành khách D2. Tuy nhiên, tại đây, hành khách này tiếp tục có những hành vi mất kiểm soát như cởi quần áo, nằm ra sàn, leo trèo và chui vào trong kho miễn thuế. Đến 22 giờ 50 phút, nhân viên Đại sứ quán Đài Bắc tại Hà Nội đã có mặt tại sân bay để phối hợp xử lý. Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài đã phối hợp với các đơn vị liên quan đưa hành khách về Bệnh viện Tâm thần Trung ương tại Thường Tín, Hà Nội.